Có tí đáo thành công không em? Chủ đề là tương đối khó nhưng mà chưa chắc đã làm khó được Bùi Gia. Hãy cùng xem nhá. Đây, bây giờ sẽ là xem bản thiết kế đây nhá. Tí đáo thành công mà chúng tôi đã nhận ý tưởng từ bác khách. Ở trên đây thì chúng tôi đang thiết kế hai con chuột đi trên một chiếc cầu như ý. Và con đầu tiên đi đầu thì rất vui vẻ tươi cười để vác một cái cành đào. Và một con đằng sau thì cũng rất là hớn hở để đi theo. Cái điểm nhấn quan trọng hơn đó là ở đằng sau đây sẽ có một cái biển chữ. Biển chữ này có thể tên là Vinh, tên là Phúc, tên là Đức, tên là bất kỳ một điều gì mà nếu như các bác muốn gửi gắm lên trên cái tác phẩm này. Và hãy cùng thưởng thức cái đường nét vẽ cũng như là sáng tạo của tranh gỗ Bùi Gia nhé.